Nhất cô đấy, hôm nay đích thân mẹ đi mua về nấu. Thế mai mẹ dạy con nấu ăn đi nhá. Thôi, con đi làm mệt. Việc nhà thì để cho cái Linh lo. Con không đâu mà thò tay chân để cho nó mệt con ạ. Vâng ạ. Thế em phải nhờ chị Linh rồi. Con không phải nhờ gì cả. Ở nhà ăn bán chồng, nấu mỗi bữa cơm còn không xong là người phải nhờ. Có gì chị Linh giúp em mấy việc nhà nhé. Nhà này á là do mẹ quyết định hết. Con không phải hỏi ai cả. Vâng ạ. Đây. Con ăn đi. Mẹ ăn nhá. Bà Tân đang gọi này, mời mẹ đi siêu cay, lẩu siêu cay cái gì đây. Thế để mẹ ra mẹ nghe nhá. Vâng ạ. Alo. Tôi cô dọn đi. Làm cái gì đấy? Ô sim. Cô không phải là ô sim. Thì là cái thá gì trong nhà này? Quá đáng cửa nữa chứ. Chị em dâu với nhau. Chị em dâu. Cô đừng thấy người sang bắt quàng làm họ. Cửa hay phải nữa chứ. Trong cái nhà này, mẹ chỉ xem tôi là con dâu thôi. Còn cái Ngữ như cô ấy, không khác gì mà con ở đâu. Không đi vào nấu cơm đi, còn ngồi ì ra đấy à? Dạ, con vừa dọn dẹp xong, mình quá nên là con nghỉ một lúc mẹ ạ. Thanh niên ở không mà cũng lại mệt. Đi vào nấu cơm đi. Vâng ạ. Con chào mẹ ạ. À, con đi làm về hả? Vâng. Mệt quá, trời thì nắng nóng chứ. Có cơm chưa mẹ? Ôi dồi, thôi, cứ từ từ nhá. Đây uống cốc nước đi con này. Đây uống đi. Đi làm suốt ngày, làm gì chả mệt. Phải như là ai kia đấy, ở không mà cũng còn kêu mệt bày trò lắm. Sao thế con? Con mệt nên lỡ tay ạ. Thôi để con lau ạ. Thôi thôi. Lên. Dạ. Mang cái khăn ra đây. Dạ vâng ạ. Bỏ chân mình ra con. Em mệt lỡ tay, chị giúp em nhé. Đầy nước thì không nhìn thấy à? Lau đi. À mẹ ơi. Ê sao con? Cái gì nữa đây? Vợ chồng con gửi mẹ ạ. Bọn con vừa nhận được tiền lương tháng này. Đấy. Vợ chồng tháng nào cũng đưa thế này. Đây nữa này. Con biết mẹ hay đi lễ chùa, thế nên là cũng dành dụm một đồng tiền lẻ này để mẹ có tiền lẻ đi lễ chùa nhá. À. Đấy. Trẻ mà có tâm quá đi thôi. Vợ chồng con thương nhất mẹ mà. À, lát nữa ấy con sẽ đưa mẹ đi mua sắm một ít vòng vàng. Người mẹ đẹp với sang như thế này thì phải đeo thật nhiều vàng vào. Mẹ ơi, có cơm chưa? Đói quá. Lau gì mà lau mãi thế? Đi vào xem cơm nước nào đi. Ngày cứ dở trò. Thôi. Đây nha. Bây giờ nha, tôi đã bắt được quả tận tay cô nha, bắt quả tang tận tay cô nha. Ăn cắp tiền của nhà tôi đi nha, còn chối cãi nữa không? Mẹ ơi, đưa tiền của con mà mẹ, mẹ trả cho con đi ạ. Cô ở nhà, cô làm gì ra có tiền?
cô làm gì cô chỉ có ăn cắp thì cô mới có thôi. Ơi, đây là tiền dành dụm để con chữa bệnh cho bố con mà, mẹ trả cho con. Hóa ra là cô ăn cắp tiền của nhà tôi để mang về cho nhà đẻ cô đúng không? Mẹ ơi, không phải như thế mà. Mẹ ơi, đưa con đi ạ, bố con đang chờ chữa phẫu thuật rồi. Gia đình cô xui cô bòn rút tiền nhà tôi để mang về cho gia đình cô đúng không? Mẹ, mẹ nói con thế nào cũng được. Mẹ đừng xúc phạm đời con như thế. Mẹ trả con đi ạ. Ôi giời ơi, con dâu, nó vừa ăn cắp tiền của tôi, nó còn đánh lại mẹ chồng. Con dâu kiểu gì đấy. Sao? Ơi. Bây giờ mày nói cái gì? Không phải, mẹ ơi. Con xin lại đi ạ. Tao nói cho mày biết nhá. Này, thì tao nhá, tao bố thí cho mày nhá. Rồi là mày cút ra khỏi nhà này nhá. Tao nói để cho mày biết, mày không, tao không bao giờ có được con dâu mất dạy như mày. Mày nghe gì chưa? Mày đấy, mày mang tiền về cho bố cho mẹ mày. Cút ngay. Cút ngay, đi đi. Ôi giời ơi. Mẹ, con chưa gì thế ạ? À? Đấy, gặp vợ mày đấy. Vợ mày ăn cắp tiền này. Mẹ, sao lúc nào mẹ cũng không tìm hiểu rõ mọi chuyện. Mẹ cứ đổ dồn lên vợ con thế ạ? Mẹ có ghét vợ con thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ mẹ. Thế là hóa ra bây giờ mày lại còn chửi cả tao đúng không? Rồi là mày cứ một câu, hai cái câu là vợ. Thế nhưng mà cuối cùng là chỉ nhất vợ mày, còn tao cũng là cái gì? Cút hai đứa con ra khỏi nhà ta, nhanh cút. Mẹ, suốt ngày đây miến vợ con cũng chỉ vì là chúng con nghèo. Nếu mà mẹ nói như thế, chúng con sẽ đi. Mình đi rồi. Đi ngay, đi được khuất mắt tôi. Rồi ôi, tôi không chịu nổi nữa đã. Trời ơi. Tao đã ra tay, gạo xay ra cám. Vừa đuổi được vợ chồng bà chị Dâu ra khỏi nhà rồi. Rốt cuộc cái căn nhà này cũng thuộc về tay tao. Nhưng mà tao vẫn phải nghĩ kế để đuổi bà già kia đi nữa. Chứ không á, đau đầu lắm. Sao? Mẹ chồng tao á, một bà già đồng bóng. Vớ, chỉ cần nịnh nọt vài câu cho bớt tiền là xong ngay ấy mà. Chồng tao, ông ấy đi làm suốt cả ngày, có biết cái gì đâu. Nói chung là tất cả những công việc trong cái nhà này tao làm hết rồi. Mẹ. Cô còn dám gọi tôi bằng mẹ à? Mẹ đi chợ về rồi. Mẹ ơi, mẹ nghe con giải thích kìa. Không giải thích gì hết. Cô cút ra khỏi nhà tôi. Mẹ. Làm gì mà nóng thế? Tưởng muốn đuổi là đuổi đi được chắc. Mày, con này ấy, không giống con Linh kia đâu. Mày láo thật. Bà tưởng tôi thích mua sắm cho bà, tưởng thích cho bà nhiều tiền chắc. Tất cả ấy chỉ là qua mặt thằng con trai bà thôi. Thế nên bà mới sống yên ổn ấy. Im. Này, tao nói cho mày biết nhé. Từ trước tao có mắt như mù, tao mới tin vào cái loại mày. Này, mà nghĩ mình thanh cao lắm chắc? Không phải là con phụ huynh kia nghèo hèn thì nên là bà cũng khinh rẻ chị ta hay sao? Vớ, ham tiền ham của bà với mẹ. Rồi mày ra khỏi nhà tao. Này ra, bà bỏ tay ra. Ra bỏ cả tay ra. Ôi rồi ôi. Cô làm gì đấy? Con ơi. Mày đã có xong việc sớm. Đuổi nó đi. Chắc gì cũng đã thấy cảnh rồi. Chắc gì cũng đã thấy một bản thân của cô. Chồng ơi, em lỡ tay với mẹ cơ ạ. Này, mẹ cứ đứng ở ngoài, nghe thấy hết rồi. Đã thế thì nói luôn cho nó buông. Anh cũng chỉ là một thằng ngu nhiều mà thôi. Bắt khóc, lấy hết tiền, lấy luôn cả công ty. Cút ngay! Đánh đi xem được đấy. Tôi xử lý cô đấy. Cô lén lút lấy ý tưởng công ty tôi rồi bán cho công ty khác, làm lộ bí mật kinh doanh. Thật là tù một hôm đấy cô ạ. Cho đi tù luôn đi. Sao anh biết được? Cô kéo công an cũng sắp đến đây gặp cô.
hoại công ty của tôi. Cô có để ý. Cô giả vào đây. Romeo, tôi sẽ ký. Không, em không đi đâu ấy. Trong người em đi mà. Trong lúc này em có tù. Thế cô có số của con, cô không nào, cô đưa cháu gọi cho. Cô không có, ở trong điện thoại cơ. À, đây cô có cái số ở đây rồi. Sáng nay cô đi thì con nhà cô nó ghi ở đây cả địa chỉ số nhà đây này. Anh Hưng đúng không nào? Ừ. Kìa, Quang Hải, Chuyên, Chuyên, kìa cô Vương. Ý giời ơi, mày xuống thế à? Kìa, vẫn còn cơ hội, phạt góc đi. Trời ơi, từ từ thôi. Kìa, Quang Hải. Sút. Ây, không vào, cáu thế. Cá của Quang Hải, bây giờ chúng ta mới thấy Quang Hải lên tiếng. Bóng đi trên cột dọc trong gang tấc. Alo, anh Hưng ạ. À, anh nhở? À, vâng, mẹ anh bị giật đồ ở đây, anh ra đây luôn đi ạ. Mẹ nào? Mẹ của ai? Mẹ bị điên à? Mẹ tao còn đang ở quê cơ mà. Lửa đảo à? Phí cả thời gian. Alo. Sao rồi cháu? Anh không nghe cô ạ. À đây, cháu có địa chỉ đây thôi. Thôi để bây giờ cháu đưa cô về về nhà anh ấy vậy. Nhá. Thế thì tốt quá. Cháu giúp cho cô ấy đồ đi. Thôi được rồi. Nhưng không sao là tốt rồi cô ạ. Cảm ơn các cháu. Kia. Vào. Vào rồi. Đây đúng con của cô không ạ? Sao mẹ lại ở đây hả? Ơ, anh là... Tôi là người vừa gọi điện cho anh xong. Anh dập máy, anh không nghe điện thoại của tôi gì cả. Mẹ anh để ở ngoài đường. Bây giờ hai thằng nó giật đồ ngã bẩn hết cả quần áo. Trời, thì nắng 40 độ liền. Đấy, anh xem thời tiết như này, anh để mẹ anh như thế. Được, vâng. Thôi được rồi, cô ơi, cháu đưa đến đây, đây là con cô. Cô xác nhận rồi, cháu, cô vào nhà nghỉ ngơi đi ạ. Anh giặt quần áo cho mẹ đi. Không, trong mẹ nó giận nhỉ. Vâng, 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 dạ vâng ạ, dạ vâng, cảm ơn anh nhá. Rồi, không có gì nhá. Vâng, cảm ơn ạ. Cô, mẹ vào nhà đi. Thế mẹ lên đây làm cái gì? Mẹ đi khám bệnh. Tiện thể mẹ ghé thăm hai đứa. Nhưng vừa nãy bị cướp đấy. Thì cũng gặp hai cái anh tốt bụng, anh đưa mẹ về đây. À, biết rồi, nhớ rồi. Nhà đẹp thế nhỉ con nhỉ? Hơn hẳn nhà Châu Đức ở làng mình ấy. Mẹ so thế thì so làm cái gì? Nhà thành phố nó phải khác chứ nhỉ? Ê, mẹ làm cái gì đấy? Người mẹ toàn đất thế này mà mẹ ngồi lên cái bộ sofa hả con? Mẹ có biết là hôm qua con phải bảo thợ lau dọn này mất mấy trăm nghìn không? Đấy. Đấy, mẹ đi ra. Đấy, mẹ ngồi đấy đó con. Thì vừa nãy mẹ bị chúng nó đẩy mẹ ngã.
cho nên nó mới bẩn như thế này. Biết rồi. À, có một ít rau quả sạch ở quê đấy, mẹ mang cho hai đứa. Không ăn đâu. Đầy đầy hoa quả mang lên làm cái gì? Mà mẹ lên đây khám cái bệnh gì? Con trông mẹ vẫn khỏe mạnh này, mẹ khám cái gì? Mẹ đi khám ở hội phụ nữ, phát hiện ra mẹ có cái u ở ngực này. Thì bác sĩ bảo là mẹ phải lên cái bệnh viện lớn khám lại cho nó chắc chắn. Bệnh viện lớn à? Thế vợ chồng thằng Tùng đâu? Nó không đưa mẹ đi sao để mẹ lên một mình này? Thì thằng Tùng nó bảo là nó gọi điện muốn nhờ con đưa mẹ đi. Nhưng mẹ nó không cho, mẹ sợ là con bận. Đau cả đầu. Vợ chồng nó có làm công nhân chứ làm cái tha gì đâu mà kêu là bận. Toàn kiếm cớ. Mà thế bây giờ mẹ định làm nào? Thì cái tiền thằng Tùng đưa cho mẹ 2 triệu ấy, vừa là để đi ô tô, vừa để đi khám. Nhưng vừa nãy bị nó cướp mất sạch rồi. Mẹ để trong cái túi đồ quần áo ấy. Con đã bảo mẹ bao nhiêu lần rồi, có tiền thì phải cất cho cẩn thận. Ở đây là thành phố chứ không phải là ở nhà quê. Càng. Thì mẹ đã bao giờ đi lên thành phố một mình thế này đâu. Biết rồi. Hưng này. Cái gì nữa? Con có tiền cho mẹ vay một ít. Vừa nãy mẹ để tiền trong cái túi đồ quần áo, nó cướp hết sạch rồi. Sao mẹ buồn cười thế nhỉ? Mẹ con với nhau, mẹ lại bảo là vay. Ai người ta biết thì lại mang tiếng con giả. Thế mẹ cần bao nhiêu? Con đưa cho mẹ 2 triệu. 2 triệu? Mẹ khám cái bệnh gì mà tận 2 triệu? Ừ thì cả tiền khám, nhỡ đâu phải mua thuốc nữa chứ. Đây, con đưa mẹ 1 triệu, mẹ không cần phải trả lại con đâu. Mẹ xin. Mà Hưng này. Lại sao nữa hả? Cái nhà ở quê nó bị dột, nhà cũng cũ rồi. Cứ mưa to này nó lại dột xuống. Mà mẹ mới bảo thằng Tùng ở nhà định sửa lại. À, mẹ buồn cười nhỉ? Sửa nhà đâu có phải là cái việc đơn giản mà mẹ muốn sửa lúc nào thì sửa. Mẹ chỉ cả người. Mà dột có một tí ấy, thì lấy cái gì mà che chắn vào. Thế mà cũng nói. Nhưng nó lại dột đúng cái chỗ ban thờ của bố con. Mẹ lại không muốn ông ấy phải chịu như thế. Thế thì mẹ với cả vợ chồng thằng Tùng làm thế nào thì làm. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà không có tiền đúng không? Ừ. Con cho mẹ vay 20 triệu. Cái gì? 20 triệu? Ừ. Mẹ hứa rồi mẹ sẽ trả. Mẹ cứ làm như 20 triệu là 200 nghìn ấy. Muốn vay lúc nào cũng được. À, thế vợ chồng thằng Tùng không có xu nào? Thì chúng nó cũng khó khăn, đi làm suốt ngày, lương công nhân cũng chỉ đủ lo cho hai đứa trẻ con với bao nhiêu công việc ở nhà nữa. Thì con hỏi mẹ nhá, con cũng là con người mà, con cũng phải đi làm, con cũng phải nuôi vợ nuôi con của con. Thế bây giờ nhá, mẹ muốn con ngửa tay ra xin tiền vợ con à? Hả? Mẹ muốn con thế à? Mẹ nói thì mẹ phải nghĩ chứ. À, con biết rồi. Hóa ra mẹ lên đây khám bệnh chỉ là cái cớ thôi thì. Vợ chồng thằng Tùng xui mẹ lên đây để vay tiền con thì. Có đúng không? Không phải như thế. Thôi, mẹ không phải trình bày nữa. Con nói cho mẹ biết này. Đất đai ở quê con đã giao hết cho vợ chồng thằng Tùng rồi. Bây giờ có mỗi cái việc bé tí là nuôi mẹ. Thế mà nó làm không xong. Bây giờ nó lại còn xui mẹ lên đây để xin tiền con nữa. Mẹ thấy thế có được không? Không phải thế. Không phải thế cái gì nữa. Đây nhá. Đây là 1 triệu. Con tặng mẹ 1 triệu này. Mẹ về mẹ truyền lời với vợ chồng thằng Tùng rằng con không phải là cái máy in tiền để muốn xin lúc nào cũng được. Với bà vợ chồng nó rằng là bớt đi dựa dẫm vào người khác đi nhá. Mệt đấy cả người. Nhưng mẹ không vay ở đâu được nên đi lên đây hỏi con. Rồi đấy, tiền cầm đấy rồi con nói cái gì nữa. Rồi đi đi. Hai đứa ở đây bảo ban. Rồi biết rồi.
cần rau quả sạch thì ở đây không thiếu hoa quả, thôi thì đi thế nhá. Nhưng ở đây toàn rồi sao nói nhiều thế nhỉ? À bé ơi, bé ơi, ra ngoài nhớ đóng con cổng nhá, dạo này nhiều trộm lắm đấy. Chồng ơi. Ơi anh đây. Vợ yêu đi làm về rồi đấy à? Ôi mồ hôi một kê nhễ nhại thế này. Em thấy bảo hôm nay ở ngoài 40 độ. Em đi có một đoạn thôi ha, mà như tra tấn ấy, nóng quá. Thế để anh rót cho vợ cốc nước nhá. Đây, nước mát của vợ đây. Em xin. Ừ, uống từ từ thôi. Ừ. Em bảo. Ừ, cho anh cái gì à? Không, em thấy cái túi này trên mạng đẹp quá. Sắp đến sinh nhật em rồi, chồng mua cho em nhá. Rồi, ok, đâu để anh xem nào. Ừ, túi này đẹp đấy. Giá bao nhiêu? Mà hơi đắt chồng ạ. Đắt là bao nhiêu? Hơn 20 triệu cô. Ui dồi, có 20 triệu. 20 triệu với anh quá là easy luôn. Thật á? Ừ. Đây, để anh bắn tiền luôn cho vợ nhá. Đẹp quá. Xong. Vợ xem nhận được tiền chưa? Em nhận được rồi chồng ạ. Chồng em thương em nhất mà, cảm ơn chồng nhiều. Em là vợ của anh, anh không thương em thì anh thương ai, đúng không? Ừ. Mà nhá, cái túi có 20 triệu, chứ có đến 200 triệu thì anh cũng mua được cho vợ nhá. Thật đấy á? Ừ, tất nhiên rồi. Thế nhá chồng nhá. Ừ. Chồng đợi em một tí. Con mời mẹ vào. Ơ, mày này, sao mày vẫn ở đây à? Anh có biết nhiệt độ ngoài trời bây giờ là bao nhiêu không? Mà anh để mẹ thất thể ở ngoài đường như thế, anh có còn là con người nữa không? Mẹ để con nói ạ. Em không ngờ anh lại là người như thế đấy. Đây là mẹ của anh cơ mà. Anh có nhớ từ lúc bố mất, một mình mẹ nuôi anh với Tùng ăn học. Tùng chỉ học hết lớp 9 để dành tiền cho anh học đại học. Anh thành đạt được như ngày hôm nay mà anh để mẹ với Tùng khổ sở như thế à? Bao nhiêu lần em bảo gửi tiền về cho mẹ, anh toàn gàn lại, kêu là vợ chồng chú Tùng lo được. Anh biết chú Tùng khó khăn mà, đúng không? Anh thử nghĩ mà xem, nếu mà không có mẹ với chú Tùng thì anh có được như ngày hôm nay không? Thôi đi con. Mẹ cứ để con nói nốt. Em cũng ngờ đấy anh Hưng ạ. Là mẹ anh còn thế, thì đối với bố mẹ em hay em về sau thì anh sẽ như thế nào? Em thật sự rất là buồn anh Hưng ạ. Kệ em, không cho anh xin đâu. Người anh cần xin lỗi bây giờ là mẹ, không phải là em. Từ lúc chúng mình mua nhà, chúng mình mới có thể thừa sức mua được. Nhưng mẹ vẫn bán đất ở quê đi để gửi cho chúng mình 100 triệu. Mẹ không muốn em nói cho anh biết vì sợ anh phải nghĩ ngợi. Thế mà anh lại... Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con biết con sai rồi. Con hứa với mẹ là từ giờ con sẽ chăm sóc mẹ thật là tốt. Và cả các em nữa. Con. Mẹ tha lỗi cho con mẹ nhá. Mẹ ơi, mẹ cũng không giận mẹ. Con không làm sai gì, con cũng vẫn là con của mẹ, là máu thịt, là cả cuộc đời của mẹ. Mẹ tha lỗi cho con mẹ nhá. Lúc nào mẹ cũng mong các con hạnh phúc, chỉ cần như thế thôi.